Xin chào các bạn, mình đứng ở cái quầy trưng bày các cái mẫu manual mới của MSI ở tại Computex 2024. Thì trước mắt các bạn đây là một cái manual cỡ micro ATX. Và cái manual này nó có cái điểm gì đặc biệt? Thì về cơ bản thì nó cũng giống như các cái manual khác ha. Nhưng mà mọi người thấy đây chúng ta sẽ có một cái hai cái khe RAM, nó gọi là mini CU DIMM. Và cái CU DIMM này nó là đọc vui là CU DIMM á. Thì trước giờ chúng ta sẽ có là quen thuộc nhất trên manual là chúng ta sẽ có UDIMM. Và những cái RAM ngắn, không phải cái này nha, một cái RAM ngắn khác để xài cho laptop thì chúng ta sẽ có là SO DIMM. Và gần đây thì ZDX họ sẽ có ra một cái chủng RAM mới, đó là CUDIMM, đó là Clock and Buffer Dual Inline Memory Module. Và cái việc mà chúng ta xài cái CUDIMM này á, thì nó sẽ làm cho cái manual nó gọn hơn rất là nhiều so với một cái chủng RAM cũ DDR5 như thế này là RAM UDIMM ha, thì nó sẽ rất là dài, rất là lớn. Và cái UDIMM này là một chủng mới, họ làm ra cái chủng này để họ giải quyết được một số cái vấn đề của cái RAM UDIMM hiện tại, RAM DDR5 hiện tại. Và cái việc chi tiết đó thì mình sẽ nói sâu hơn ở trong bài viết ha. Rồi, kế bên đây thì chúng ta sẽ có một cái mainboard Project Zero. Và cái Project Zero này là Project Zero Plus Z790. Cái điểm đặc biệt của nó là như các bạn thấy là chúng ta sẽ không hề có cái khe RAM DDR5 như bình thường ở đây. Và chúng ta sẽ thấy họ sử dụng một cái, về lúc cơ bản á, thì nó sẽ có là một cái dây như thế này. Và nó sẽ dùng cái nhiệm vụ đó là nó tản nhiệt cho cái phần RAM CAM2 cái này. Và CAM2 là một cái chuẩn mới. Cái chuẩn này thật ra nó không mới, bởi vì cách đây khoảng 4 năm thì Dell họ đã bắt đầu là họ phát triển cái chuẩn CAM rồi. Và cái chuẩn CAM đó thì họ sử dụng cho các cái mẫu laptop. Về cơ bản á, thì một cái RAM CAM so với cái chuẩn SODIMM của laptop á, nó sẽ gọn hơn. Và chúng ta sẽ không cần phải quan tâm tới cái vấn đề là chạy dual channel, bởi vì khi đó tất cả mọi thứ nó sẽ được thiết kế, nó nằm trên một cái bo mạch như thế này luôn. Và nó sẽ có cái mật độ gắn chip nhớ nó nhiều hơn, nó cao hơn so với một cái RAM SODIMM bình thường. Thì đây là một cái Project Zero, có nghĩa là họ sẽ kết hợp một cái mới, đó là Project Zero thì chắc có lẽ là mọi các bạn cũng đã quen rồi, đó là một cái thiết kế của MSI để chúng ta chuyển tất cả các cái cổng cắm ra phía đằng sau. Đây, chúng ta chuyển tất cả cổng cắm ra phía đằng sau. Ví dụ như là MBS 12V, 24 pin, các cái chân cắm quạt hoặc là các cái chân cắm SATA, tất cả mọi thứ nằm ở đằng sau hết. Và đằng trước chúng ta sẽ không có dây. Để chi? Để cho nó gọn gàng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là đối với những ai mà thích một cái sự gọn gàng á, thì cái Project Zero nó tốt hơn. Và đây là cận cảnh cái phần RAM CAM2 ha. Và cái có thể nói là một cái khuyết điểm của cái RAM này hiện tại, là bởi vì nó là một cái chủng mới, nó chưa có được chuẩn hóa hoàn toàn, cho nên là và cái số lượng mà được hỗ trợ cũng chưa có nhiều, cho nên là để gắn nó, cố định nó trên một cái mainboard thì chúng ta cần phải có ốc. Trong khi đối với các cái DDR5 bình thường thì chúng ta chỉ cần có khe và chúng ta gài bằng ngàm như thế này, nó đơn giản hơn. Nhưng mà mình nghĩ là trong tương lai thì các cái chuẩn CAM2 này nó sẽ phổ biến hơn, bởi vì nó gọn hơn rất là nhiều và nó giải quyết được một số các cái bài toán mà hiện tại chúng ta đang gặp phải. Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn chạy dual channel ở trên một cái chuẩn RAM bình thường SODIMM hay là UDIMM á, thì chúng ta cần phải có hai cây, và cái CAM2 đã giải quyết được vấn đề đó. Còn ở dưới đây thì chúng ta sẽ có hai cái mẫu mainboard mới, dĩ nhiên là hỗ trợ cho CPU thế hệ kế tiếp của Intel, theo mình biết đó là Rolex, ra mắt đâu đó vào khoảng tháng 10 năm nay. Và đây, như mọi người thấy thì hiện tại ở đây họ không có cho tiếp cận cái khu vực socket ha, nhưng mà cái socket mới LGA1851 á, về cơ bản là nó có cái kích thước vật lý nó sẽ tương tự như cái socket LGA1007, nhưng mà cái mật độ chân nó sẽ cao hơn, do đó những cái chân nó sẽ nhỏ hơn nữa, nhờ cái thiết kế nó tương thích ngược. Tương thích ngược là tương thích ngược với những cái phụ kiện bên ngoài thôi, chứ không phải tương thích ngược cái socket với lại là CPU ha, là chúng ta có thể tận dụng được những cái tản nhiệt của thế hệ cũ để chúng ta sử dụng bên đây, bởi vì cái CPU thế hệ mới á, nó sẽ dày hơn CPU thế hệ cũ một chút.
Và MSI họ cũng có một cái thiết kế cái khe PCI, và cái cách mà họ gài và họ gỡ ra nó có tiện lợi hơn như thế này đây. Và như anh em thấy ở đây thì chúng ta có cái mainboard này được ký tên bởi CEO của Intel là Pat Gelsinger ha. Bên đây là một cái mẫu khác thuộc dòng Pro, còn bên đây là cái dòng S. Và đây là một cái cạc màn hình, hình như là dòng mới của MSI, đó là M2 Expander Aero. À, không, xin lỗi, mình lộn. Đây là một cái cạc giống như cạc màn hình như chúng ta sử dụng để gắn các cái ổ cứng M2 Gen 5 trên đây. Nhìn nó rất giống cạc màn hình ha, và chúng ta gắn vô khe PCI bình thường. Đây, như anh em thấy là ở trong này chúng ta sẽ có các cái cổng M2, và chúng ta có thể là slide theo như mình biết là nó sẽ trượt như thế nào đó để cho nó tiện lợi hơn. Và chúng ta có cổng nguồn ở đây để cấp nguồn cho nó. Còn, khá là hay. Và cái việc mà em ở đây họ tạo ra một cái cạc màn hình để gắn SSD như thế này, nó sẽ tiện ở một chỗ là cái phần tản nhiệt cái này nó có quạt, và nó giải quyết được cái câu chuyện là nhiệt độ rất là lớn hiện tại của các cái ổ M2 mà chạy ở cái chế độ là PCIe Gen 5. Rồi mình thấy ở cái quầy cạc màn hình của MSI thì năm nay họ có một cái dòng sản phẩm mới là Supreme hoặc là Expert Fusion. Cái này nó có gì đặc biệt? Thì trước giờ như mọi người biết á, là một cái cạc màn hình mà những cái cạc mà dòng cao quá, chẳng hạn như 4080 hoặc là đặc biệt là 4090 á, thì sẽ có những cái hãng họ làm cái tản nhiệt không phải là dạng cái tản nhiệt vapor chamber bình thường, sử dụng quạt bình thường, mà họ tích hợp với một cái tản nước all-in-one. Nhưng cái điểm mà cái tản nước all-in-one từ xưa giờ họ làm á, thì nó sẽ phải có nối ống ra ngoài, và nó cần tốn thêm một cái diện tích nào trên vùng máy để chúng ta có thể gắn được cái tản nước của nó. Và đối với cái dòng mới của MSI á, thì họ tích hợp tất cả mọi thứ trong cái khung tản nhiệt bình thường luôn. Như mọi người thấy đây ha, chúng ta sẽ có một cái bộ khung quạt như đây. Và cái thiết kế bên ngoài thì riêng nó cũng khá là đẹp. Nhìn nó rất là dạng cứng cáp á. Cái phần mà lốc nước nó sẽ nằm ở đây, và họ sẽ dẫn dây, họ dẫn dây từ đây đi qua cái khối tản nhiệt, các cái lá nhôm, và khi đó thì tất cả mọi thứ nó nằm gọn ở trong một cái khung như thế này. Đây, cái này là cái cạc đang hoạt động. Cái cạc đang hoạt động. Rồi, nhìn chung là cái dòng cạc này mới thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán là nhiệt độ của những cái cạc cao, và nó gọn hơn rất là nhiều. Chúng ta không cần phải tốn cái diện tích để chúng ta gắn cái red đó. Như mọi người thấy thì đây là cái có sử dụng tản nhiệt nước cho cạc màn hình để cho nó mát hơn, nó hoạt động nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Và nếu như mà chúng ta sử dụng một cái thùng máy dạng giống như thế này ha, thì chúng ta sẽ không có, và chúng ta sẽ rất là hiếm cái vị trí để lắp cái red mà nó tối ưu nhất. Chẳng hạn như ví dụ lắp dưới này thì nó không tối ưu nè, lắp bên kia thì bắt buộc cái dây nó phải hướng xuống dưới. Còn cái thiết kế của em ở đây là nó nằm tất cả mọi thứ gọn ở trong này luôn, mà có tản nước mát mẻ, gọn gàng, đẹp, tuyệt vời. Đây, bên đây thì là cái phiên bản của 4090 thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ bự hơn, và cái red của nó cũng dày hơn, cái diện tích mà tiếp xúc với không khí nó cũng sẽ nhiều hơn. Và chúng ta cũng sẽ có cái thiết kế tương tự như vậy, đó là một cái lốc đốt dẫn dây nằm bên trong của cái khối tản nhiệt luôn. Thì chúng ta sẽ có cái phần red là chia làm hai phần luôn, nó phủ nguyên cái chiều dài của kẹt, chứ nó không phải là chỉ là nửa cái chiều dài của kẹt như cái phần của kẹt 4080 bên kia. Và cái mẫu 4090 đó là Supreme Fusion, còn cái mẫu 4080 nó sẽ là Expert Fusion.
Đây. Dòng card mới của MSI. Còn đây là một số cái card màn hình mà có được custom cái vẽ bên ngoài cho nó đẹp ha. Theo như mình hỏi thì các cái hình ảnh này thì được tạo ra từ AI và nó sẽ in 3D theo kiểu nào đó để nó gắn lên như thế này. Nhìn nó dễ dàng mang cái tính trang trí. À, đây có chữ ký của Jensen Huang luôn ngày hôm qua. Hoặc là đây thì chúng ta có một cái kẹt cũng là được làm như thế. Nó mang tính trang trí là chủ yếu và nó đẹp hơn, chứ về cơ bản thì thiết kế bên trong của nó cũng giống như vậy thôi. Nó cũng là một cái kẹt bình thường. Rồi bên đây là các cái mẫu kẹt thông thường của ở đây. Xin chào các bạn, ở đây thì mình có một cái sản phẩm mới, một cái thiết kế mới của MSI, đó là cái tản nhiệt Spatium, nhưng mà cái này nó đặc biệt hơn, đó là Non-Metal Vapor Chamber SSD Thermal Solution, thì dịch ra nó là cái giải pháp tản nhiệt SSD buồng hơi nhưng không sử dụng kim loại. Ok, và cái kết quả mà họ cho thấy đây là thấp hơn khoảng 11 độ. Thì cái việc mà không sử dụng kim loại nó có tác dụng gì? Như mình thấy đây ha, thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ đẹp hơn cho nó sử dụng. Mình hỏi các bạn kỹ thuật đó thì họ nói là cái này là một loại kim loại thôi, bởi vì tiếng Trung Quốc nên mình nghe mình không có hiểu. Một loại kim loại phần trên này là bằng copper ha, nó là bằng đồng, và cái phần này thì là cái phần là đặc biệt nè, có nghĩa là không sử dụng kim loại, và đây là một cái chất liệu là nhựa gì đó để chúng ta có thể thấy được bên trong của nó hoạt động như thế nào. Và theo như MSI thì cái phần này nó sẽ là được thiết kế đặc biệt để mà nó có hai cái luồng này để trao đổi nhiệt, và khi mà vừa cái chất lỏng bên trong đó, khi mà nó đi di chuyển theo cái luồng đó nó hấp thụ nhiệt, và khi mà nó xả nhiệt ra ngoài thì nó sẽ không có bị rối loạn các cái luồng di chuyển của nhiệt đó, cho nên là nó sẽ tản nhiệt nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cái phần đế ở dưới này, cái phần đế dưới này, phần tiếp xúc với cái bề mặt của cái SSD Gen 5 á, là nó làm bằng đồng. Và nhờ cái làm bằng đồng á thì nó sẽ truyền nhiệt tốt hơn, và cái khả năng mà dẫn nhiệt lên trên cái phần nước bên trên để mà nó thoát ra môi trường nó tốt hơn rất là nhiều. Và mình rào đây thì mình không thấy nó nóng ha, nó rất là mát. Dĩ nhiên là mình không biết là hệ thống này có đang chạy hay không ha. Bên kia là cái khác. Đó, thì đây là một cái giải pháp tản nhiệt mới dành cho SSD Gen 5 của MSI, và không sử dụng kim loại. Thì nó trong suốt, nó đẹp hơn. Đó, chúng ta có thể trang trí đèn đuốc, như mọi người thấy thì nó có đèn, thì chúng ta có thể trang trí đẹp hơn là các cái giải pháp cũng như vậy, nhưng mà họ sử dụng là nhôm chẳng hạn, hoặc là dùng các kim loại đó thì nó sẽ không có được cái độ trong suốt, và khi đó là nó sẽ không có đẹp. Đây là một cái sản phẩm mới của MSI trong năm nay nữa, đó là một cái ổ cứng SSD di động, và cái tên của nó đây, Datamax. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Nó thiết kế mới và nó có MagSafe, có nghĩa là nó có 500, thì khi đó mọi người sử dụng đối với một cái điện thoại như iPhone á, thì chúng ta có thể gắn trực tiếp bên đây, và chúng ta có thể sử dụng nó để quay phim, nó gọn gàng hơn rất là nhiều ha. Chúng ta gắn lên nó ở đây và nó dính rất là chắc. Rồi, cái dĩ nhiên là khi mà nó có cái vòng MagSafe đó thì nó sẽ được thiết kế đặc biệt dành cho iPhone. Rồi, như em thấy đây là nó có hai cái mẫu, một cái mẫu á là bề mặt này thì nó hoàn thiện bằng cái vân đồng tâm, cho nên là nó sẽ có hiệu ứng ánh sáng khi mà chiếu vào. Và bên đây là vân xước. Đó, gọn nhẹ. Có cái móc luôn. Cái móc này thì chúng ta có thể dành móc vô cái chìa khóa hay là cái dây đó để đeo, nó gọn hơn. Và đây thì chúng ta sẽ có cái mức dung lượng đó là từ 1T, 2T cho tới 4T, và sử dụng kết nối là USB 4.0. À, chúng ta sẽ có hai mẫu. Một mẫu là sử dụng USB 4.0, và một mẫu là chúng ta sử dụng USB 3.2 Gen 2X2. Thì 4.0 tối đa băng thông của nó là 40 Gigabit, và cái còn lại là USB 3.2 Gen 2 á, Gen 2X2 á thì là sẽ tối đa là 20 Gigabit.
Rồi, tương thích thì dĩ nhiên là các cái ổ cứng di động này thì chúng ta có thể gắn vô bất cứ đâu, từ điện thoại cho tới laptop cho tới các cái gì đó chúng ta muốn phục vụ là quay phim, quay trực tiếp lên các cái ổ cứng này luôn cũng được. Nếu như mà chúng ta có được một cái kết nối nó đủ văn thông và đủ tốc độ. Thì ra đây thì sẽ có một cái hộp ổ cứng DataVolt và nó sử dụng cái chuẩn kết nối là USB-C 3.2 Gen 2X2, tối đa là 20 Gigabit. Nó gắn được các cái ổ cứng là M2, cái form tối đa của nó là 2280 ha. Thì nó tương thích với nhiều thứ, thì cái cỡ này là tương thích gần như là mọi thứ rồi, hiếm khi nào mà mọi người thấy là nó có cái chuẩn nó dài hơn lắm. Và cái ổ cứng này đặc biệt á, cái hộp ổ cứng này thì nó sẽ được chứng nhận là IP68 ở ngoài bằng nhôm, cầm thì tương đối là nặng. Đó, chúng ta chỉ có một cổng thôi, có vẻ là không có đèn. Và cái này thì khi mà chúng ta muốn tháo gỡ chúng ta cần phải có ốc vít ha, chứ nó không có thiết kế để mà chúng ta gỡ nhanh được.